Đấy, chúng ta cùng nhau bước vào video số 8 Câu đầu tiên rất là dễ kiểm tra lại cái thẻ thẻ quá khứ của các bạn hay là thẻ phủ định quá khứ hay là đấy, quá khứ như thế nào nhá. Ok, câu đầu tiên. hay kino isogashikatta no de kanojo ni denwa o. o kakemashita gọi điện thoại đúng nào? Các bạn chọn đi. hay đáp án của chúng ta là gì nhỉ? masen desu ta. Được cả. Hôm qua là kino này, hôm qua bởi vì tôi bận này isoaska no này nên là gì nhỉ đã không điện thoại cho cô ấy này kano rộ hay là cái từ kano rộ này cũng tương đương với là, là bạn gái đúng không? hôm qua bởi vì bận nên là tôi đã không gọi điện cho bạn gái được chưa nhớ chưa chính xác không đúng không bởi vì bận nên là đã gọi điện cho bạn gái là không phải đúng không các bạn nhớ nhá các cái masen để tạo tức là phủ định quá khứ Kino là quá khứ rồi đúng không phủ định masen để chưa nào Đấy, đã không gọi điện cho cô ấy được chưa và ngày hôm qua rồi để thế nào hãy kakemas là gì hãy ta điện thoại bình thường hay là, là tương lai có đây cả lại đến ngõ kakemas bây giờ em sẽ gọi điện để thế nào hãy chưa xảy ra thì dùng kakemas đúng không kakemas tạ tức là đã xảy ra kakemas sổ tức là gì là kêu gọi ai đó thôi hey, gọi điện thôi gọi điện thôi ok kakemas sổ ta bê để thế nào hãy có tiếp theo mô skudai wa owarimashita ka ngao ie mada Ok, đáp án chúng ta đang số 4. Ok. Ye yeah mada owatte masen, đúng không? Hay. Bài tập đã xong chưa vậy? Đúng không? Chưa. Ye vẫn vẫn chưa này. Ye yeah mada owatte masen. Ye yeah mada owatte masen. Mada thì đi với lại mat imasen nhỉ chứ. Mada owatte masen vẫn chưa xong ạ. À. Thế nào? Hay các bạn đã nắm vững được mo và mada chưa? Hay hay. Mo owarimashita ka? Đúng không? Đã xong chưa? À はい、もう終わりました。うん、さうはい、ね、う雨がまだ降っていますかうん。うん。うん。うん。はい、ご提供。みんさん、明日、一緒に。あ、すみません。明日は用事がありますので、ちょっと。 Ok, con này nghe rất là quen quen rồi đúng không? Hay Đúng rồi Khi mà rủ dê ai đó làm việc gì đó thì chúng ta sẽ dùng mẫu gì nhỉ? Hay Masen ka Thì nhà tao chúng ta là đạo số 1 Được chưa? Isho ni Nobo À đây, mình quên rồi Đây, nobo đấy nhé Ok Isho ni Nobo ka Được chưa nào? Hay Câu này dịch như thế nào nhỉ? Minh ơi, ngày mai chúng mình cùng nhau đi leo núi nhé à xin lỗi ngày mai tôi có việc bạn rồi chốt tội là gì nhỉ khi mà muốn từ cho ai đó thì người ta dùng à, được chưa hay, ok vậy là video ngày hôm nay kết thúc lại đây trong video ngày hôm nay thì chúng ta ôn tập được rất là nhiều dạng đúng không ví dụ nobody masen cá này khi mà rủ dù dê sẽ dùng như thế này hay là nani nani shimaso đúng không hay iso ni ikimaso tức là để cùng nhau đi thôi này được chưa hay là chúng ta ôn tập được dạng gì nhỉ quá khứ này phủ định quá khứ này đúng không tương lai này được chưa nào hay, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo bye bye